Tại tỉnh Kon Tum, đến thời điểm hiện tại thì chưa ghi nhận trường hợp dương tính nào với COVID-19. Có được kết quả đó là nhờ sự hoạt động có hiệu quả của những chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, nơi được coi là những lá chắn thép chống xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn tỉnh Kon Tum. Trung bình mỗi ngày lượng xe cộ và người đi vào tỉnh Kon Tum qua trạm Sao Mai thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum là rất nhiều. Khoảng hơn 2.000 phương tiện, trên 10.000 người. Mỗi ca trực với 11 thành viên luôn tất bật, nỗ lực hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình để kiểm soát chặt người ra vào địa bàn, đặc biệt là người về từ vùng dịch. Trong cái tình dịch đây là cái lượng khách nó ít quá, nên là cái mình cũng hạn chế đi. Nói chung là 2 ngày đi một chuyến, chứ không có đi thường xuyên nữa. Thành phố Kon Tum đã thành lập 5 chốt, 710 tổ phòng chống dịch COVID-19 tại các xã phường, nhằm kiểm soát chặt chẽ các trường hợp băng rừng đi đường mòn lối mở vào địa bàn. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cũng như trang bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện công tác phòng chống dịch, phân luồng giao thông, phân loại đối tượng, thực hiện test nhanh COVID-19, những người về từ các vùng có dịch và phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Nếu ban chỉ đạo phòng chống dịch ở dưới các xã phường mà không nắm được cái số lượng người đi về vào địa bàn mình, mà không báo cáo kịp thời, mà để ban chỉ đạo của tỉnh, ban chỉ đạo của thành phố mà phát hiện được, thì chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, rồi trưởng công an các xã phường chịu trách nhiệm trước trưởng công an của thành phố. Hiện nay tỉnh đã thành lập 4 chốt phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Ngoài ra, tại 10 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đã thành lập trên 2.500 tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Nhờ đó, đến nay tỉnh Kon Tum là một trong số ít địa phương trên cả nước chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19.